Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, nhà văn, nhà báo Hoàng Đăng Du xin gửi đến các bạn bài thơ cảm nhận về người phụ nữ. Phụ nữ chẳng có thơ văn nhạc họa nào ca ngợi hết được đâu. Họ là những người trên thế gian giỏi nhất, vì chính những người giỏi nhất cũng do họ sinh ra. Họ mạnh mẽ hơn cả bão táp phong ba, nhưng họ là người có trái tim mềm yếu nhất. Nếu chúng ta biết yêu thương chân thật, lòng họ sẽ rộng hơn biển trời. Họ là người ở bên cạnh chúng ta suốt cả cuộc đời, làm tan chảy những trái tim sắt đá, đục chảy ta chẳng cần hạt nhân phóng xạ, chỉ bằng lửa tình dân trên đôi mắt của họ thôi. Nhưng mà tôi yêu họ nhất trên đời, không có họ tôi chẳng thành tôi nữa. Đã bao lần bên thềm tôi tựa cửa, chờ họ về như chú cuội, chờ trăng